Lửa thật nhỏ luôn nha. Thì mình đã làm xong món nuôi chiên tỏi ớt rồi nè mọi người ơi. Thì với cái nguyên liệu rất là dễ tìm và những cái gia vị á, trong bếp mình có sẵn á, thì mình sẽ làm được một đĩa nuôi chiên tỏi ớt này để cho mấy đứa nhỏ của mình ăn nha, hoặc là để dùng để uống nước trà nhâm nhi vào những ngày trời mưa. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video clip của mình nha. Thì nếu mọi người thấy thích cái kênh của mình thì mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh của mình ha. Thì mọi góp ý thì mọi người hãy comment bên dưới để mình có thể dần dần cải thiện cái kênh của mình hơn nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video clip vào ngày mai nha. Hẹn gặp lại mọi người.